Chào mừng các em đến với tiết học môn sinh học lớp 10, bài số 21, công nghệ tế bào. Về nội dung của bài học gồm có 3 phần. Một là mã khái niệm công nghệ tế bào, hai là mã tìm hiểu về công nghệ tế bào thực vật, ba là mã tìm hiểu về công nghệ tế bào động vật. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai mục đầu tiên. Về công nghệ tế bào là gì? Quan sát hình chúng ta thấy được về khái niệm công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào của chúng ta là quy trình kỹ thuật ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc nuôi cấy mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra cơ quan có thể hoàn chỉnh. Vậy công nghệ tế bào hoạt động dựa trên nguyên lý nào? Hay nói cách khác, cơ sở khoa học của công nghệ tế bào là dựa trên tính toàn năng của tế bào. Trong đó, mỗi tế bào chứa hệ gen của tế bào quy định tất cả các đặc tính và tính trạng của cơ thể sinh vật. Và các tế bào toàn năng có khả năng biệt hóa và phản biệt hóa. Tùy thuộc vào điều kiện môi trường nuôi cấy mà tế bào có thể tạo ra các sản phẩm công nghệ khác nhau. Tính toàn năng của tế bào thực vật và động vật là khác nhau. Trong đó, đối với tế bào thực vật có thể phân chia và biệt hóa để hình thành cây hoàn chỉnh, còn tế bào động vật chỉ có thể hình thành những mô nhất định. Như vậy, công nghệ tế bào thực vật là quy trình công nghệ nuôi cấy các tế bào mô thực vật trong môi trường nhân tạo. Vật gồm 3 kỹ thuật chủ yếu là nuôi cấy mô tế bào, lai tế bào sinh dưỡng và nuôi cấy hạt phấn hoặc loãng chưa thụ tinh. Về một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật chúng ta cùng nhau quan sát sau. Thành tựu thứ nhất, công nghệ tế bào thực vật đã tạo ra nhiều chủng vi sinh vật giống cây trồng có nhiều đặc điểm quý hiếm. Công nghệ tế bào thực vật đã tạo ra những chủng nấm như là penicillium đột biến bằng tia phóng xạ có hoạt tính tăng gấp 200 lần so với dạng ban đầu. Đây là một số hình ảnh về nấm của chúng ta. Thành tựu tiếp theo, dựa vào công nghệ tế bào chúng ta đã xử lý giống lúa mộc tuyền bằng tia gamma tạo ra giống lúa MT1 chín sớm, cây thấp và cứng, chịu phân, chịu chua và năng suất tăng từ 15% cho đến 25%. Đây là hình ảnh giống lúa. Hay trong hoạt động nhân lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô, nhân giống hoa đồng tiền bằng nuôi cấy mô đã tạo ra những sản phẩm đồng đều và có giá trị cao. Đây là hình ảnh về việc nhân giống sâm ngọc linh. Nghệ tế bào định hướng để tạo ra thể đa bội được chú trọng với nhiều đối tượng giống cây trồng khác nhau cho thu hoạch chủ yếu về thân lá củ. Ở đây chúng ta có một số hình ảnh như là giống dưa hấu không hạt hay là nho tứ bội để tạo ra nho không hạt trái bự hơn hay là rau tặc. Đây là công nghệ tế bào dung hợp tế bào trần. Công nghệ dung hợp tế bào trần thì giúp tạo ra những cây lai khác loài mang bộ những sắc thể của hai loài khác nhau, từ đó tạo nên những tính trạng về mang tính đặc điểm di truyền của cả hai loài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.